Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa vụ chiêm xuân. Thanh Hóa sẵn sàng cho đợt tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên. Ngày hội đọc sách tại Thanh Hóa với chủ đề Sách sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Quý 1 năm 2021, Việt Nam xuất siêu 2,79 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất siêu trong tháng 3 tăng gấp 3 lần so với số liệu của Tổng cục Thống kê ước tính trước đó, từ 400 triệu đô la Mỹ lên mức 1,2 tỷ đô la Mỹ. Về xuất khẩu, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3 năm 2021 đạt trên 29 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 46,8% so với tháng trước đó. Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị cao nhất bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, điện thoại các loại và linh kiện. Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, riêng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Anh trong 3 tháng đầu năm ghi nhận tăng trên 22%. Nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm của Việt Nam như dệt may, da giày, đồ gỗ. Còn nhiều dư địa tăng trưởng, thậm chí đồ gỗ Việt Nam còn được đánh giá có sức cạnh tranh khá tốt tại thị trường này. Với mặt hàng dệt may, dù hàng năm xuất khẩu đạt tới vài chục tỷ đô la Mỹ, song hiện kim ngạch sản phẩm dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Anh mới chiếm 2,36% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đầu tháng 4 năm 2021, giá thép xây dựng đã lên đến khoảng 15.000 đến 18.000 đồng một kg, giá thép kỹ thuật khoảng 60.000 đến 120.000 đồng một kg tùy loại là những mức cao kỷ lục. Giá nguyên liệu đầu vào tăng trên toàn cầu, đồng thời với tình trạng chi phí vận tải biển tăng do thiếu vỏ container rỗng là nguyên nhân khiến giá thép tăng cao kỷ lục. Tuy nhiên, theo Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, năng lực thị trường trong nước sản xuất được khoảng 14 triệu tấn thép xây dựng, trong khi nhu cầu thép xây dựng trong nước chỉ khoảng 11 triệu tấn. Như vậy, cung hoàn toàn đáp ứng đủ cầu mặt hàng này. Mới đây, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo kéo dài thời gian lưu trú cho khoảng 115.000 lao động nước ngoài thêm một năm, trong đó có các lao động Việt Nam, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động tại các doanh nghiệp nhỏ, lao động nông nghiệp và đánh bắt cá. Việc gia hạn này sẽ áp dụng cho các lao động có thị thực E9 và những người có thị thực lao động thăm thân H2 hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết trên 62.200 người nước ngoài có thị thực E9 đủ điều kiện sẽ được phép kéo dài thời gian lưu trú và làm việc thêm một năm. Đối với trên 52.300 người nước ngoài có thị thực H2, họ vẫn cần được xác nhận xem có được các doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển dụng một cách hợp pháp hay không trước khi được gia hạn thị thực. Được biết, tối đa gần 114.600 người nước ngoài có thể được hưởng lợi từ quyết định này. Mùa du lịch hè, cao điểm của du lịch nội địa đang đến rất gần. Đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới, kéo dài 4 ngày, chính là cơ hội tốt cho các đơn vị du lịch lữ hành đón khách. Khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch TAP và báo điện tử VN Express mới đây cho thấy 10 điểm đến trong nước được yêu thích nhất là Đà Nẵng, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lào Cai, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Hà Giang và Quảng Nam. Nghỉ dưỡng biển vẫn được du khách ưa thích nhất chiếm 65,9%, tiếp theo là khám phá ẩm thực, nghỉ dưỡng núi, dã ngoại. Có tới 42,7% người tham gia khảo sát chọn đặt tour khách sạn qua nền tảng trực tuyến. Dịch vụ và điểm đến an toàn với dịch bệnh là yếu tố quan trọng được hơn 58 người được khảo sát lựa chọn. Hiện nay, lúa chiêm xuân của Thanh Hóa đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng. Một số diện tích trà xuân sớm đã trổ bông. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nên rất dễ phát sinh các loại sâu bệnh gây hại trên cây lúa. Nên chính quyền các địa phương và bà con nông dân cần đặc biệt quan tâm, phát hiện và xử lý kịp thời hiệu quả. Xã Bình Lương, huyện Như Xuân gieo cấy trên 160 ha lúa vụ chiêm xuân. Hiện cây lúa đang trong giai đoạn làm đồng trổ bông, song trên đồng ruộng đã xuất hiện bệnh khô vằn, đào ôn lá gây hại. Sau khi phát hiện sâu bệnh, cán bộ khuyến nông huyện, xã hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời khi bệnh mới xuất hiện ở diện hẹp, không để bệnh phát sinh thêm, nhất là bệnh đào ôn lá. Ở khu đồng ruộng A Vàng này thì cũng xuất hiện một số con đám ruộng là bị đạo ôn. Thì cũng theo khuyến cáo của khuyến nông thì cũng thường xuyên đi thăm đồng và lên trạm bảo vệ thực vật mua thuốc để phòng trừ.
Hiện trên các trà lúa tại các huyện Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Quảng Sương, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, bệnh khô vằn xuất hiện và gây hại nhẹ với diện tích nhiễm trên 270 ha. Bệnh đạo ôn lá gây hại nhẹ với diện tích nhiễm trên 25 ha. Ngoài ra còn có bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, chuột cũng đã xuất hiện gây hại nhẹ, phân bố tại các huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa. Cục bộ chuột gây hại nặng tại huyện Hoàng Hóa với diện tích trên 100 ha. Chính quyền các địa phương, bà con nông dân đã tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh sớm và phun phòng theo nguyên tắc 4 đúng để công tác phòng trừ đạt hiệu quả cao. Chúng tôi làm cái thông báo và hướng dẫn trên truyền thanh, đồng thời tức là cán bộ nông nghiệp cùng với các ông trưởng phố đấy, tức là xuống đến khu đồng ruộng và đồng thời tức là hướng dẫn nhân dân tức là thực hiện là 4 đúng, một là coi như là đúng thuốc đó, thứ hai là đúng thời điểm đó, thứ ba là đúng nồng độ đó, thứ tư là đúng cách phun để cho nó đảm bảo được các cái không bị coi như là sai thuốc hoặc là nó nói chung là nó đảm bảo về cái chất lượng trong cái khi mình xử lý. Khi mà phát hiện ra bệnh thì bà con báo cán bộ khuyến nông thôn và khuyến nông xã phối hợp và đến thăm đồng và thấy phát hiện ra thế thì phối hợp và báo cáo với ủy ban dân huyện, đặc biệt là đối với lại trạm khuyến nông. Trạm khuyến nông và để mua thuốc về phòng trừ. Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, từ nay đến cuối tháng 4, thời tiết tiếp tục có nhiều sương mù, nắng mưa xen kẽ, rất thuận lợi cho các loại sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại, nhất là dời nâu, dời lưng trắng, bệnh bạc lá, đạo ôn cổ bông. Do vậy, ngoài việc chăm sóc, đảm bảo điều tiết nước hợp lý cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, ngành nông nghiệp các địa phương cần tiếp tục điều tra, dự tính, dự báo các đối tượng dịch hại chính trên cây lúa để hướng dẫn bà con có biện pháp xử lý kịp thời ngay từ đầu để đạt hiệu quả cao. Thời gian qua, các mô hình nuôi tôm công nghiệp hai giai đoạn ứng dụng công nghệ Biofloc, nuôi tôm lót bạt đáy và xung quanh bờ ao được người dân tại các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa áp dụng rộng rãi, mang lại năng suất hiệu quả kinh tế cao. Thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi ở các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn đã đầu tư xây dựng ao tròn nổi lót bạt và nhà lưới che phủ nuôi tôm công nghiệp nuôi thâm canh. Các hộ nuôi sử dụng hạt floc để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, giúp các vi sinh vật có lợi và hạn chế các vi sinh vật có hại và phân giải các chất hữu cơ làm sạch đáy và môi trường ao nuôi. Với hình thức nuôi này, nhiều hộ nuôi đã ứng dụng nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn. Kết quả cho thấy, nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn, tôm có tỷ lệ sống đạt hơn 80%, kích cỡ dao động từ 50 đến 55 con trên 1 kg, tổng sản lượng duy trì hơn 20 tấn trên 1 ha, lợi nhuận đạt từ 1 đến 1,2 tỷ đồng trên 1 ha. Hình thức nuôi này không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài, mưa lớn, dịch bệnh. Đến nay, cả nước đã có gần 60.000 người tại 19 tỉnh, thành phố tiêm vaccine COVID-19, đạt 67%. Theo Bộ Y tế, vaccine đang được tiêm tại Việt Nam do AstraZeneca sản xuất có hạn sử dụng 6 tháng, khi tiếp nhận thời gian còn lại để sử dụng không nhiều. Vì vậy, kế hoạch tiêm cần triển khai khẩn trương và xem xét mở rộng đối tượng tiêm. Mới đây, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ vaccine COVID-19 lần 2 từ nguồn do COVAX Facility tài trợ. Theo phân bổ của Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương được phân bổ vaccine nhiều nhất, tiếp đến là các địa phương có dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, như tỉnh Hải Dương trên 43.000 liều, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, mỗi tỉnh được phân bổ 18.000 đến 20.000 liều. Các địa phương khu vực phía Nam cũng được phân bổ số lượng lớn với trên 245.300 liều. Với các trường hợp đã tiêm vaccine đợt 1, cần tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày được tiêm mũi 1. Trong đợt 2, đối tượng tiêm vaccine COVID-19 sẽ mở rộng ra 10 nhóm ưu tiên gồm lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhân viên cán bộ ngoại giao, người mắc bệnh mãn tính, giáo viên, người làm trong các dịch vụ thiết yếu như cung cấp dịch vụ điện, nước, nhân viên hàng không, nhân viên hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Dự kiến đợt tiêm chủng vaccine phòng bệnh COVID-19 đầu tiên tại Thanh Hóa sẽ bắt đầu được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã trao đổi với thầy thuốc ưu tú tiến sĩ Lương Ngọc Trương, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về công tác chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 tại Thanh Hóa. Xin ông cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai như thế nào? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái danh sách theo nghị quyết 21 của Bộ Y tế, của Chính phủ. Trong đó thì tập trung cho đối tượng là cán bộ y tế các cấp, đội ngũ giám sát cộng đồng và hệ đội ngũ ban chỉ đạo các cấp. Đặc biệt là chúng tôi đã tập huấn cho toàn bộ đội ngũ chuyên trách của 27 huyện thị xã thành phố, đội ngũ cán bộ ở các cơ sở điều trị. Cùng với đó thì chúng tôi đã kiện toàn được cái hệ thống giám sát
và đặc biệt là rà soát lại cái hệ thống dây chuyền lạnh trên địa bàn toàn tỉnh. Xin ông cho biết về những phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và người được tiêm cần lưu ý những gì trước, trong và sau khi tiêm? Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, thì với vaccine này cái tỷ lệ nhất định là có những cái phản ứng phụ sau tiêm chủng với khoảng trên dưới 10% đối với các đối tượng tiêm. Hàng đầu có thể gặp đó là đau đầu, đau cơ, đau chỗ tiêm, ớn lạnh, gai sốt, người có thể là mệt mỏi và một tỷ lệ nhất định có thể gây những cái phản ứng khác từ nhẹ đến nặng và nhưng cũng vẫn trong cái giới hạn an toàn. Đối với người được khám sàng lọc thì trước hết là phải khám sàng lọc kỹ các đối tượng tiêm và phải là những người khỏe mạnh, tuổi tê từ 18 tuổi trở lên và đến dưới tuổi 65. Theo dõi chăm sóc đầy đủ, đặc biệt là sau tiêm từ 30 phút đến 1 tiếng và có thể theo dõi tiếp trong 7 ngày sau khi tiêm. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục, thu hút học sinh có học lực khá giỏi theo học các ngành đào tạo sư phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 116 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Theo đó, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Được biết, năm học 2025-2026, Thanh Hóa sẽ có khoảng hơn 1 triệu học sinh với khoảng 19.500 lớp, trong đó số giáo viên nghỉ hưu của năm học này là gần 1.300 người. Do đó, tổng nhu cầu đào tạo giáo viên có trình độ đại học để phục vụ cho năm học 2025-2026 đối với cấp học mầm non và phổ thông là trên 5.100 giáo viên. Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4. Hôm qua ngày 14 tháng 4, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Ngày hội đọc sách với chủ đề Sách – Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Chương trình diễn ra sôi nổi ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh. Tại Ngày hội đọc sách, Thư viện tỉnh đã trưng bày hơn 3.000 tài liệu, đầu sách, báo có nội dung phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng độc giả theo các chuyên đề, lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác, biên giới, biển đảo Việt Nam, sách dành cho thiếu nhi, giáo dục kỹ năng sống, sách văn học. Để thu hút độc giả, ban tổ chức còn bố trí xe thư viện lưu động được trang bị sách, máy tính kết nối Internet. Độc giả, nhất là các độc giả nhỏ tuổi rất hứng thú với xe sách đặc biệt này. Hôm nay đến với ngày hội sách thì có rất là nhiều sách thiếu nhi, con cũng rất là thích. Bình thường thì con cũng hay đọc sách ở thư viện trường. Con thấy sách cũng giúp con rất là nhiều bổ ích trong việc học tập ạ. Con cảm thấy rất là vui được tham gia các hoạt động. Qua đó cho con thấy là sách rất là bổ ích, giúp chúng con hiểu thêm về quê hương đất nước. Và con sẽ phải dành nhiều thời gian để đọc sách hơn ạ. Không chỉ được thỏa sức đọc những cuốn sách hấp dẫn, bổ ích, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu văn nghệ, đố vui có thưởng. Các hoạt động này đều hướng các em tới vai trò ý nghĩa đặc biệt của sách và văn hóa đọc trong học tập và đời sống. Tôi cũng rất mong là các con sẽ được tiếp tục trải nghiệm nhiều hơn nữa những cái ngày hội đọc sách như thế này để cái văn hóa đọc của các con ngày càng được phát triển hơn và nó giúp ích cho các con trong cái việc là trau dồi kỹ năng, vốn từ và nó thêm cái tình yêu với sách rồi cũng giống như là nó trở thành một cái văn hóa thường nhật. Với mong muốn chung tay cùng các nhà trường xây dựng phát triển văn hóa đọc, nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã trao tặng sách cho một số trường trên địa bàn tỉnh, trao tặng 20 suất quà khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 100 thẻ bạn đọc miễn phí cho các bạn đọc thân thiết. Văn hóa đọc không thể hình thành trong ngày một ngày hai mà phải được bồi đắp bền bỉ qua thói quen đọc sách hàng ngày. Sự say mê hứng thú của các bạn đọc nhỏ trong ngày hội đọc sách cho thấy các em sẽ yêu thích sách nếu được người lớn quan tâm hơn trong việc hướng dẫn chọn sách và đọc sách thế nào cho hiệu quả. Những hoạt động như ngày hội đọc sách cũng chính là món quà ý nghĩa, góp phần bồi đắp và thắp lên tình yêu dành cho kho tàng tri thức của nhân loại trong mỗi học sinh, sinh viên. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo Thanh Hóa ngày mới.
Thưa quý vị và các bạn, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết năm 2020, giá trị xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ, thì riêng xuất khẩu gỗ và lâm sản đã chiếm tới 13,17 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp ngành gỗ và lâm sản cho việc chủ động tìm tòi các hướng phát triển mới trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những tháng đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ngành xuất khẩu gỗ điêu đứng. Khi trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020, một loạt các đơn hàng lớn bị giãn hoặc bị hủy bỏ, nhiều doanh nghiệp phải cho nghỉ từ 45 đến 80% số lao động hoặc giãn thời gian làm việc. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp ngành gỗ và lâm sản đã chủ động xây dựng nền tảng trực tuyến để kết nối với các nhà mua hàng trên toàn cầu, đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiết kiệm chi phí, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, đa dạng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng quốc tế cũng như giảm giá thành. Nhờ đó, xuất khẩu gỗ vẫn gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Và đây cũng chính là bài học kinh nghiệm cho nhiều ngành nông sản khác để tìm cách gỡ khó trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đề cập đến nguy cơ thực phẩm Việt Nam bị mất thị phần, báo Người Lao Động phân tích các hiệp định thương mại tự do đã mở ra cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu, kinh doanh trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp thực phẩm nước ngoài liên kết với các hệ thống phân phối tại Việt Nam để giành lợi thế cho hàng nước ngoài ngay trong nước. Theo các doanh nghiệp thực phẩm, việc mở cửa cho hàng ngoại vào Việt Nam là bắt buộc và là động lực để doanh nghiệp phát triển hơn. Thực tế, một số doanh nghiệp lớn đã tăng tốc, liên kết hợp tác để xây dựng hoàn thiện hơn chuỗi sản xuất kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, trong tương lai gần, khi thế giới kiểm soát được dịch COVID-19, Việt Nam với rất nhiều điểm cộng trong giai đoạn sống chung với COVID-19 sẽ càng có sức hút với doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực thực phẩm. Để giữ vững và khẳng định vị thế trên sân nhà, doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam cần phải hợp tác, liên kết chặt chẽ hơn nữa để mạnh lên. Báo Đại đoàn kết nêu thực tế, từ nhiều năm qua, không mùa nào Việt Nam không có mặt hàng nông sản cần giải cứu. Điều này cho thấy Việt Nam không phải đối mặt với vấn đề khan hiếm lương thực thực phẩm, nhưng lại thiếu những chuỗi thực phẩm an toàn. Cần thẳng thắn nhìn nhận, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam cạnh tranh kém, chưa có thương hiệu trên thị trường quốc tế, chất lượng sản phẩm nông nghiệp còn thấp và an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát triệt để. Mối liên kết trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, sản xuất thu mua, chế biến, tiêu thụ, phân phối hiệu quả chưa chặt, còn lỏng lẻo và bất cập. Trước thực tế này, bà Bùi Thanh Hương, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Bộ đã và đang kêu gọi các đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện sản xuất và kiểm soát theo chuỗi, đặc biệt là phải kiểm soát tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong suốt quy trình sản xuất nông sản, cũng như cải thiện hệ thống, cơ sở hạ tầng về quản lý an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong các chuỗi giá trị nông sản, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đôn đốc việc lắp camera trên xe khách. Thực hiện kế hoạch này, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Thanh Hóa đang tiến hành lắp đặt camera, mục tiêu hoàn thành theo đúng lộ trình. Theo Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ, trước ngày 1 tháng 7, ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe, bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe trong quá trình tham gia giao thông. Nhằm thực hiện đúng quy định, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp có phương tiện phải bắt buộc lắp camera giám sát. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay các đơn vị đã và đang khẩn trương phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Thương mại TND Thanh Hóa, là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị camera hành trình Vicomsat T2 và Beacam, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số theo quy định, như số giấy phép của người lái xe, biển số đăng ký xe, biển kiểm soát xe, vị trí tọa độ GPS của xe. Về phía công ty chúng tôi thì cũng đã phối hợp với bên Sở Giao thông, bên các trạm đăng kiểm cùng với tuyên truyền cho các doanh nghiệp để lắp đặt các thiết bị theo đúng quy chuẩn của Bộ Giao thông yêu cầu. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, đến nay đã có gần 50% đơn vị doanh nghiệp có xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên, xe vận tải hàng hóa container, xe đầu kéo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc lắp đặt camera và theo tinh thần sẽ hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cam kết dữ liệu từ camera sẽ được cung cấp cho cơ quan công an, thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, đảm bảo giám sát công khai, minh bạch.
Doanh nghiệp chúng tôi đã và đang triển khai lắp đặt camera hành trình trên tất cả các xe trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Việc lắp đặt camera hành trình giúp chúng tôi quản lý, nhắc nhở anh em lái xe chạy đúng tốc độ, không đón trả khách dọc đường, đảm bảo an toàn giao thông. Theo quy định, từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, các phương tiện trong diện bắt buộc phải lắp camera giám sát nhưng chưa thực hiện hoặc lắp đặt camera không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có phương tiện buộc lắp camera cần nhanh chóng khẩn trương thực hiện, đảm bảo đúng lộ trình mà chính phủ đã quy định. Bản tin thời báo ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.